Ok, chúng ta lại tiếp tục bài hôm trước. Bài hôm trước chúng ta mới vẽ xong cái phần chân này. Ở đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn vẽ cái phần trên. Tương tự như cách vẽ cái chân phía dưới, ở đây chúng ta sẽ sáng tạo đi một chút, nghĩa là chúng ta sẽ đi khối này luôn. Sau đó chúng ta sẽ tạo mặt sọc. Ở đây tôi sẽ đồ lại sơ sơ theo hình dáng của cái đối tượng này. Bởi vì chụp theo phối cảnh chúng ta rất là khó mà có thể đồ được một cách chính xác. Thì trong trường hợp này tôi nghĩ là nên vẽ tới gần đấy trước. Cái phần kia sau này chúng ta sẽ tính tiếp. Corner. Cái tiếp ở đây tôi sẽ edit poly cho nó. Và các bạn có thể thấy rằng chúng ta sẽ cần phải connect những cái điểm này sang, tạo liên kết. Cố gắng đi lưới cho nó đẹp một chút. Đều. Ok. Và rất là đơn giản, ở đây tôi sẽ chọn cỡ độ 4. Chúng ta có thể extrude cái mặt này lên. Ok. Thì để tạo cái phần mặt xung quanh giống như vẽ cái chân, chúng ta sẽ break cái cạnh này sang. Lốp thêm cạnh. Cái này thì chúng ta chọn cái đồ 3 cáp lại thôi. Cái phần dưới nó không brick với cái gì được thì các bạn sẽ chọn như cạnh này. Sau đó chúng ta sẽ giữ Shift copy ra. Tạo qua well điểm này vào đây. Kế tiếp lại giữ Shift copy. Lại tạo qua well điểm này vào đây. Thì cái mặt sau nó phẳng nên là các bạn cũng sẽ cố gắng đi lưới cho nó hết cái khúc này. Chỉnh lại một chút. Thì cái cách mà dựng hình ấy, trong 3D Max hay trong bất kỳ một cái phần mềm đồ họa nào cũng có khá là nhiều cách, mỗi người một kiểu. Chúng ta xem cái cách nào hợp với chúng ta nhất thì chúng ta làm thôi. Có thể các bạn học với tôi thì như vậy, với người khác nó lại khác. Ở đây tôi sẽ kéo cạnh này cho nó phẳng lại này, kéo lại một chút.
Kế tiếp ta có quẹo đẹp lên. Hãy giữ Shift Copy. Bật bắt điểm này, bắt cho bằng cái điểm này. Có thể thêm cái nữa. Ok, và các bạn có thể thấy rằng tôi đã thể hiện xong cái má ngoài. Phần dưới nó có phần hở để lắp ráp với cái phần kia này, tôi sẽ chọn Crop 2. Chọn cái cạnh này, giữ Shift Copy ở dưới một chút. Ok, vấn đề còn lại quá đơn giản, tôi sẽ chọn cái độ 3, giữ Shift Copy, đưa xuống đây. Chúng ta sẽ nắn những cái đối tượng này cho cái kích thước hợp lý với nhau. Một số điểm mà nhiều quá chúng ta sẽ xóa bớt đi. Symmetry cái đối tượng này xong. Thế đây chúng ta có thể thấy rằng cái lưỡi bên nó đang hơi nhiều. Cái mặt dưới này của chúng ta nó chỉ có 3 lưỡi ngang mà thôi. Nghĩa là 1, 2 và 3. Tất nhiên sau này chúng ta sẽ xóa cái mặt này đi. Chọn cái độ 4. Quét cái mặt trên này. Sau chúng ta sẽ xóa đi. Nhưng trên này nó lại gì? Có quá nhiều. Nên chúng ta sẽ phải xử lý cái phần trên một chút. Ignore back facing. Tôi sẽ gom những cái điểm này lại. Collapse. Một, hai, ba, bốn, năm. Ta gắt gao luôn. Cho điểm này vào điểm này luôn. Xóa cái mặt đáy đi. Vẫn dư ra một điểm. Đây tôi sẽ tạo cái well điểm này vào đây. Ok. Tương tự chúng ta sẽ xóa cái mặt bên này đi. Symmetry lại. Như vậy là chúng ta đã có cái mặt bên này, có ba cạnh, có ba điểm gặp nhau. Còn đối với những cạnh dọc, ở đây tôi sẽ phải tính. Trước tiên chúng ta cứ xử lý cái phần này cho nó lõm lại đã. Để nó lõm lại rất là dễ, chúng ta sẽ chọn cái độ 4. Cái gân này của chúng ta nó đang hơi nhỏ so với cái gân hình thực tế.
Tôi sẽ phải kéo gần này lùi lại một chút. Bỏ cạnh này đi. Ok. Lại chọn cơ động 1. Symmetry. Edit Poly. Chú cái này được. Extrude Local Normal lõm xuống. Ok. Mặt ở dưới nó đang hơi lỗi, xóa đi luôn. Ở dưới này chúng ta vẫn đảm bảo có 3 điểm để nối với bên dưới. Xóa cạnh giữa đi. Ở đây chúng ta sẽ đếm. Đây chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 cạnh. Thì đối với cái phần dọc vật thể này của chúng ta ở đây nó đã có. Ba bốn, nghĩa là bên giữa nó là thiếu 5. Thì các bạn sẽ phải làm cái gì làm. Ở đây tôi sẽ giữ shift copy xuống thêm chút nữa để cho cái lưới nó gọn lại, scale cho nó phẳng. Đồng thời là target well của điểm này cho nó bắn ra ngoài. Thì như vậy chúng ta có một điểm. Một điểm, hai điểm, ba điểm, bốn điểm. Vào luôn những cái điểm này lại. Cũng được, không sao cả. Cho nó dễ. Ok. Thì ở đây nó chúng ta chỉ còn có hai điểm thôi. Bên ngoài thò ra kệ nó, bởi vì cái hình của chúng ta cái phần gân này nó cũng dư ra chứ nó không có nối liền ở đây. Thì ở đây tôi sẽ phải chọn cái độ 2 quét connect thêm cho nó 7 cạnh. Như vậy nó sẽ đều với nhau. Sau đó chúng ta sẽ attach hai đối tượng này lại. Chọn cái độ 3 brick đó. Như vậy lưới lưới nó đã gì à, gặp nhau. Ok, cái này của chúng ta đang hơi cao à, còn nó thấp hơn. Cao chúng ta sẽ kéo lên thôi. Để cái phần này của chúng ta nó xác lại. Ở đây tôi sẽ chamfer cạnh dưới. Tương tự với mặt bên này. Thêm một cạnh được không?
Ok. Lựa chỗ này chúng ta có thể xử lý lại nó cho nó gọn lại. Collapse. Xóa cái này đi. Convert sang poly. Đưa sang đây. Scale lại. Cái này của chúng ta nó đang hơi lớn, để tôi sẽ chỉnh nó một chút. Chân này đang chưa ổn lắm. Quét những cái điểm này. Kéo vào đây. Bỏ những điểm trên này. Ok. Còn cái phần hoa văn này chúng ta sẽ thể hiện trong buổi sau. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong những tutorial kế tiếp.